Các bác thân mến, ở video clip ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác một số mẫu loa đến từ Mỹ. Đây là những mẫu model vừa mới cập bến tại cửa hàng của chúng em. Do đó thì em cũng quay một video clip để thông báo đến các bác. Nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì cứ alo cho chúng em qua hai số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Và hiện nay thì bên cửa hàng của chúng em sẽ có hai kênh. Kênh thứ nhất có tên là kênh Cương Audio, kênh thứ hai có tên là Âm thanh vàng. Do đó thì cũng rất mong được sự ủng hộ của các bác ở khắp mọi miền Tổ quốc bằng việc ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng em và không để các bác chờ đợi lâu nữa thì sau đây thì em sẽ cùng các bác sẽ tiến lại gần để chúng ta quan sát cụ thể về từng mẫu model một và sau đó thì em sẽ báo giá luôn để các bác có thể cân đối về tài chính của mình nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm thì cứ alo cho chúng em qua hai số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh đây trước tiên thì em cùng các bác quan sát qua một vòng về những cặp loa này các bác nhìn thấy đây là ba cặp loa đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ đó là dòng thương hiệu JBL và những mẫu model như thế này thì được những người chơi audio rất là yêu mến vì chất âm của nó đem đến thì rất là tinh tế và ở phía ngoài cùng đó là cặp loa bốt 601 CD3 quen thuộc rồi một trong mẫu model rất là nổi tiếng của dòng loa bầu vừa nghe hay và vừa hát hay trước tiên ở phía ngoài cùng bên tay trái thì em cùng các bác quan sát về cặp loa này trước đây là cặp loa đến từ thương hiệu JBL đó là dòng 36 xdk Đấy, các bác nhìn thấy đấy. Trước hết thì về cái cấu trúc driver của dòng model này thì các bác nó thử thấy thì các bác thấy nó sử dụng loa 3 đường tiếng này, một loa bass có đường kính là 25 cm, một loa trung giấy và một loa chép giấy. Đối với những dòng loa của JBL thì về cái cấu trúc driver của nó 3 đường tiếng đều vật liệu bằng giấy thì có rất nhiều những mẫu model khác nhau. Đấy. Về phần loa bass thì các bác thấy nó sử dụng màng giấy, gần mút và đặc biệt nón của loa bát thì nó lại được bố trí lõm vào phía trong. Các bác thấy nón của loa bát đây. Dòng này thì nó đem lại cái giải trầm xuống rất là sâu. Đặc trưng màng giấy thì đem lại tiếng rất là ấm và gân mút thì nó đem lại cái tiếng bát của nó xuống rất là sâu. Bên cạnh đó thì nó lại trang bị một cái lỗ thông hơi được bố trí nằm ở góc bên tay phải khi chúng ta đối diện là trước mặt loa vào. Do đó thì cái hơi của nó thoát ra. Do đó đem lại cái giải trầm rất là ấn tượng cho dòng model này. Về phần loa chung thì nó sử dụng một loa chung có đường kính vào khoảng 12 cm. Đặc trưng của loa chung của JB thì bao giờ nó đem lại âm thanh tiếng rất là trong sáng và cái độ chi tiết rõ ràng của cái lời ca sĩ khi chúng ta nghe nhạc, đem lại cái độ tinh tế của phần trung âm và một loa chép giấy. Các bác thấy chép giấy của nó được bố trí nhìn khá là đẹp mắt và phần loa chép thì lại được bố trí nằm ngang với phần loa chung. Nó cũng sử dụng một loa chép giấy. Chép giấy của nó thì đem lại cái tiếng của nó rất là sáng tiếng tiếng rất là tơi mịn tiếng bên cạnh đó thì nó lại trang bị hai cái vi tinh chỉnh các bác thấy tinh chỉnh về giải mít và giải chép giúp cho những người nghe tùy chỉnh theo cái sở thích và gu nghe của mình các cái thấy một cặp loa rất là đáng chơi ba đường tiếng loa mỹ đem lại cái chất âm thì rất là hay GB thì các bác biết là một thương hiệu rất là lớn của Mỹ rồi. Những dòng loa nghe nhạc chuyên nghiệp rồi là những dòng loa À, sân khấu, hát karaoke chuyên sâu, tổ chức sân khấu sự kiện thì rất là nổi tiếng của dòng JBL. Và dòng này thì các bác có thể dễ dàng phối ghép với nhiều các dòng âm ly. Các bác có thể lấy những dòng âm ly Marantz như 74D, 84D rồi là dòng PM80 hay những dòng của 550 rồi là 308, 309 vân vân rất là nhiều, đèn phơi Cặp loa JBL L36 này thì em để cho các bác giá là 17 triệu đồng. Về tình trạng của nó thì các bác thấy rất là tuyệt rồi, miễn chê Thùng vách của nó này, còn đây là ekang ekang của nó đây Tem mát vẫn còn đầy đủ JBL Còn đây là ekang của đôi loa JBL 100 Lát nữa thì em sẽ quay đôi JBL 100 Tiện thì em quay luôn ekang của nó để các bác cùng quan sát thấy rất là đẹp Đối với dòng này thì các bác có thể lấy luôn này. Chứ không đi lúc man 309 này đánh với cặp loa này thì hết ý luôn đem lại âm thanh tiếng rất là sắc nét chiếc đi này thì cũng có mức giá 17 18 triệu thôi chiếc đi lúc man 309 chơn Thế này cả dòng 309V thì bên cửa hàng của chúng em đều có ha tiếp theo ở bên này thì các bác thấy đây là cặp loa JBL L100 đối với dòng L100 đây là các bác lưu ý nhé L100 thì nó có rất nhiều mẫu model đây là dòng L100 chơi này rồi các bác thấy dòng L100 Century này phiên bản chéo rồi là 100 Century phiên bản thẳng hàng hay là 100 Classic rất là nhiều. Và đây là dòng JBL, các bác nhớ là JBL L 100 chân đấy. Và hiện nay thì những dòng JBL L 100 Century thì bên cửa hàng của chúng em đều sẵn hàng. Vừa rồi thì em cũng đã gửi một bộ đôi. Cặp loa JBL L 100 Century cùng với chiếc Uni-Qman 309 gửi về cho anh Thuần ở Quảng Ninh. Và một đôi thì em cũng gửi cho bác khách ở Hà Nội rồi đấy. Đối với dòng JBL là 100 cm Xin lỗi các bác đối với JBL Dòng 100 trơn này thì các bác thấy nó sử dụng Cấu trúc ba đường tiếng Rất giống với dòng JBL là 100 Century. Một bát 30 Màng giấy màu trắng gân xếp vải tầm dầu Một loa chung giấy và một loa chép giấy Một lỗ thông hơi được bố trí cũng nằm ở góc phía bên tay phải Khi chúng ta đối diện trước mặt loa vào Và bên cạnh đó thì ở phía bên này là hai cái vi tinh trình. Đấy. Như vậy thì các bác thấy về cái cấu trúc của nó rất giống với dòng à 100 Century và giá thành của nó mềm hơn rất là nhiều. Đối với dòng JBL 100 Century hiện nay thì có mức giá trên 30 và cặp loa JBL là 100 chơi này em để cho các bác giá là 25. Đấy. Dễ dàng phối ghép với nhiều các dòng âm ly khác nhau. Chất âm đem đến thì rất là tuyệt. Các bác thấy đối với cái dòng 36 này nó cũng sử dụng à, củ bát Anico. phần chung cũng là Anico. Đấy. Còn à, JBL 100 chơi này cũng vậy. Đối với dòng à, Loa mà gần xếp vài tầm dầu như thế này thì bên cửa hàng của chúng em cũng đã giới thiệu và test âm gửi đến các bác rất nhiều những mẫu model khác nhau. Như dòng à JBL 4312 rồi là 4312 MK2, JBL 100 sen chéo và 100 sen thẳng. Ngoài ra thì rất nhiều những mẫu model khác nữa, các bác cũng đã được vào nghe và thưởng thức chất âm của những bản test video đó rồi. Chất âm của những dòng JBL như thế này bao giờ nó đem lại cái âm thanh được những người chơi audio đánh giá rất cao và các bác cũng quan sát kỹ, đây là các tuyến loa của cặp loa JBL 100 trơn màng này, loa bass, này, loa chung này và các bác thấy loa chép này. Cách thiết kế của nó rất giống với dòng JBL 100 Century. Các bác nhìn thấy những cái gông loa như thế này vẫn còn sáng choang luôn. Màng giấy gần vải này. Và khi những cặp loa JBL như thế này phát ra thì chất âm của nó thì chắc chắn chúng ta sẽ bị mê hoặc. Âm thanh đem đến độ tinh tế và chi tiết. Các bác nhớ nhé, loa JBL là 100 trơn có mức giá là 25 triệu đồng. Đây là phía trên nóc của nó. Thùng vách của nó thì rất là vuông vắn. Rất là đẹp. Ê e của nó thì đây. Hôm nay em nói với các bác rồi. Ê e của nó thì rất là đẹp rồi. Đấy. Tiếp theo ở bên này thì đây là cặp loa JBL L100 Century phiên bản thẳng ha Dòng này thì nó đều sử dụng 3 đường tiếng như cái cách bố trí driver của nó thì khác với phiên bản 100 Century chéo ha Đối với phiên bản chéo hàng thì phần loa chung được bố trí nằm ở phía bên tay phải khi chúng ta đối diện trước mặt loa vào và lỗ thông hơi của nó được bố trí nằm ở góc phía bên tay phải này và cái lỗ thông hơi của nó bố trí to hơn so với phiên bản thẳng hàng. Còn đối với phiên bản thẳng hàng thì nó được bố trí phần loa chung được bố trí nằm ở chính giữa phần loa bát với phần loa chép. Do đó thì các bác nhìn thấy người ta gọi là phiên bản thẳng hàng. Chất âm của những mẫu model đình đám như thế này thì chắc chắn em không phải nói nữa quá tuyệt vời rồi dòng này thì các bác có thể đánh với dòng lúc man 309 V hay những dòng âm đi đèn rồi là những dòng âm đi của aku phơi hay 309 x đánh thì rất là hay âm thanh đem đến cái tiếng bát của nó trầm ấm trung âm thì độ trong sáng chi tiết rõ ràng và chép của nó rất là tươi sáng và mịn tiếng và cặp loa này thì em để cho các bác giá là 35 triệu 500 nghìn đồng các bạn nhìn thấy tất cả những thùng vách của nó thì các bác miễn chê rồi. Đó là ba cặp loa JBL L36 rồi là JBL L100 trơn rồi là JBL L100 Century phiên bản thẳng hàng. Bên này thì các bác nhìn thấy đây là cặp loa bốt 601 CD3. Nó mang một màu sắc vàng ươm. Đấy, rất là đẹp. Dòng này thì vừa có thể nghe nhạc và vừa có thể hát karaoke thì rất là tuyệt vời rồi. Ngày hôm nay thì bên cửa hàng của chúng em tiếp tục về bổ sung thêm một cặp này nữa. Đây là những mẫu model đen vừa nghe nhạc và vừa có thể hát karaoke rất là tuyệt vời trong gia đình. Sau này thì nó sử dụng hai cái e-căng. Một cái e-căng đậy ở phía trên của phần loa bass và phần loa chép. Còn một cái e-căng đậy phần dưới của phần loa bass. Căng của nó rất là mút, rất là chặt. Đấy, Các bạn nhìn thấy một loa bát đánh định hướng về phía trước này và một loa bát đánh trách ngửa lên sử dụng bốn loa chép giấy được bố trí đảo xuôi chiều nhau mỗi một loa chép này có đường kính vào khoảng 0,8 cm Dòng này đem lại cái âm thanh tiếng bát nó quánh rất là căng chắc tròn tiếng Dòng này thì các bác dễ dàng phối ghép với nhiều các dòng âm ly khác nhau. Các bác có thể lấy những dòng âm ly của Denon như dòng 890DG hay 1010D đem lại cái tiếng bass của nó quánh rất là đầy đạn, căng, chắc hay những dòng uh, âm ly của Sansui và cặp loa như thế này có mức giá là 42 triệu đồng tất cả những sản phẩm đều bao ri bảo đẹp cho các bác bao hoạt động do đó thì các bác cứ yên tâm trong việc uh, lựa chọn mua sắm các thiết bị bên cửa hàng của chúng em cung cấp cho các bác như vậy vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu đến các bác 4 cặp loa 3 cặp loa nghe nhạc chuyên nghiệp và một cặp loa vừa có thể nghe nhạc và vừa có thể hát karaoke rất là tuyệt vời và sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip ở đây. Các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì cứ alo cho chúng em qua hai số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh.